Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được trở lại chia sẻ cùng với các bạn những cuộc sống hàng ngày cũng như những cái thông tin cảm thấy vui và hứng khởi chia sẻ với cùng các bạn. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay chia sẻ với đề tài là siêu trí tuệ Việt Nam mùa 2 tập 6. Tập này có một vị nhân mà mình thấy rằng rất là ngưỡng mộ, khâm phục về tài năng và trí nhớ của thí sinh này, làm cho tất cả các giám khảo không khỏi ngỡ ngàng trước một chàng dị nhân đạt điểm tuyệt đối trong thử thách chinh phục ma trận số nguyên tố. Thưa quý vị, đó là Duy Bách, sinh viên năm cuối của Học viện Bưu chính Viễn thông, là thí sinh đặc biệt do chính Việt Hoàng và Quy Hoàng, hai thí sinh của siêu trí tuệ mùa 1, trực tiếp giới thiệu với ban tổ chức. Anh được cho là người mang năng lực tổng hợp của hai siêu trí tuệ nói trên. Thưa quý vị và các bạn, tại chương trình, Duy Bách mang đến thử thách số nguyên tố tung hoành. Theo đó, mật mã mà chương trình đưa ra được giấu trong 3 cụm từ khóa. Cụm từ khóa này được tạo lập từ 3 bảng chữ cái riêng biệt có ký tự từ A đến Z, và kèm theo đó là một dãy số nguyên tố liền kề nhau. Thí sinh chỉ được biết rõ số nguyên tố của chữ A và quan sát dãy số chữ A chạy ngang dọc trên màn hình để tìm ra đâu là số nguyên tố để giải mã chính xác từ khóa của bộ số nguyên tố đó. Thông qua 3 từ khóa mà ba ban giám khảo đã chọn, thí sinh phải tìm được mật mã của chương trình. Do đó, nhìn thấy đề bài ra thì thật sự mà mình thấy rằng nó rối mắt vô cùng, không thể hiểu được. Vấn đề thứ nhất là các số lẫn lộn nhau, cả số nguyên tố và không phải là số nguyên tố. Do đó, nó làm nhiễu mắt chúng ta, không thể là phân biệt được và không biết tìm cách nào để loại ra những cái số nguyên tố riêng để cho mình có thể là phán đoán được. Đó là một cái vấn đề khó. Như là giáo sư tiến sĩ Lê Anh Vinh, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam phân tích rằng để phân loại hết tất cả các số nguyên tố đó ra, Duy Bách phải thực hiện vài nghìn phép tính sau khi mà tìm ra được 3 từ khóa. Duy Bách phải liên kết những từ khóa đó thành mật mã. Điều này đòi hỏi anh phải am hiểu các kiến thức trên thế giới như là khoa học, là lịch sử thì mới có thể giải mã được, chứ không phải một khía cạnh về toán học mà biết được cái giải mã được cái từ khóa này. Quá khó thưa các bạn. Ngay khi đề bài vừa xuất hiện trên màn hình thì cả trường quay phải kinh ngạc trước hàng loạt con số chồng chéo nhau. Duy Bách chia sẻ rằng các số nguyên tố được đưa ra khá cao, gần như không có cách để tính nhanh bất kỳ dữ liệu nào trước. Rắc rối không gian, duy nhất là thử thách này đối với tôi là việc cả 3 luồng ký tự lồng vào nhau, vì nó làm giảm sự tập trung của tôi. Đó là lời phát biểu của Duy Bách. Và tổng thời gian mà Duy Bách thực hiện phần thi là 36 phút. Các từ khóa mà Duy Bách tìm được là từ khóa thứ nhất là quyền ứng cử phụ nữ. Từ khóa thứ hai là BCG, vaccine. Và từ khóa thứ ba là chlorine. Ban giám khảo như không tin vào mắt mình.
vì các từ khóa hoàn toàn trùng khớp với đáp án của chương trình. Giám khảo khoa học Trần Thành Nam cũng phải thốt lên: "Ồ, sao mà làm được nhỉ? Rõ ràng là đề này quá khó." Và bạn Duy Bách thật quá giỏi, kiến thức bao rộng cả các bộ môn khác như là lịch sử, khoa học. Chưa dừng lại ở đó, Duy Bách phải liên kết các từ khóa này để tìm ra mật mã cuối cùng. Với phong thái là tự tin, anh chàng đưa ra đáp án là 1906 và lần lượt lý giải rằng đây là năm của là BCG vaccine. Vaccine này là loại vaccine phòng bệnh lao, được điều chế đầu tiên là năm 1906 và cũng là năm Phần Lan trao cho phụ nữ quyền bầu cử, ứng cử vào quốc hội, và là năm nhà hóa học là Henri Moissan nhận giải thưởng Nobel nhờ phương pháp điều chế chlorine. Quá hay phải không các bạn? Ban giám khảo lẫn khán giả phải đứng lên và không ngừng reo hò trước phần thi xuất sắc của Duy Bách. Nghệ sĩ ưu tú Chí Trung bày tỏ sự ngỡ ngàng: "Tôi không hiểu với bộ óc nhỏ bé bạn ấy làm sao để dung nạp và dự trữ kiến thức. Tôi chỉ muốn hỏi bạn ấy một câu thôi là có điều gì mà bạn không biết?" Nam nghệ sĩ chia sẻ thêm rằng anh ấy rất tự hào khi Việt Nam sở hữu những tài năng nổi trội như Duy Bách. Tóc Tiên cũng ngạc nhiên và thán phục. Bạn ấy quả có nhiều kỹ năng, có quá nhiều điều to lớn nằm trong cái đầu và hình dáng bé nhỏ phi thường đó. Vì đó là điều khiến cho Duy Bách trở nên đặc biệt. Với phần thi xuất sắc của mình, Duy Bách đã đạt được điểm số tuyệt đối là 3 vị giám khảo mỗi người 5 điểm và giám khảo Trần Thành Nam cho một điểm tuyệt đối 10 điểm nữa, nhân lên tất cả là 150 điểm. Đúng là điểm tuyệt đối của kỳ thi và ghi tên mình vào biệt đội siêu trí tuệ Việt Nam. Anh chàng cũng là thí sinh cuối cùng khép lại vòng 1 của siêu trí tuệ mùa thứ 2 này. Thưa quý vị và các bạn, chương trình siêu trí tuệ rất hấp dẫn và thu hút khách khán giả xem. Nghĩ rằng trong mùa 1 đã qua thì một số khán giả nó cũng phai phôi đi, cũng thấy có những chẳng thấy gì lạ lắm về siêu trí tuệ Việt Nam. Nhưng mùa này làm cho một số khán giả càng thấy càng hay, rồi càng thấy những cái bộ óc, những con người Việt Nam quá tuyệt vời. Những thử thách của chương trình càng ngày càng cao hơn và càng khó hơn, càng phải nhiều kiến thức hơn thì mới làm được. Quá khâm phục. Xem siêu trí tuệ này, mình cảm thấy rằng người Việt Nam mình hoặc còn quá nhiều người tài giỏi mà chúng ta chưa biết được. Có những top trẻ đang phát triển đi lên với một xã hội thời đại 4.0 này, thì các bạn trẻ nếu thật sự đam mê và ham học thì nhiều kiến thức để học và rộng rãi. Cả thế giới muốn kiến thức gì cũng có kiến thức đó để học. Do đó mình thấy rằng rất hãnh diện và tự hào về dân tộc Việt Nam. Chúng ta có những con người trẻ tuổi có cái tài năng, tính đa nhiệm, chứ không phải là một bộ môn nào đó. Như là cách tính số nguyên tố thì Duy Bách có nói rằng là sử dụng bằng thuật toán sàn Eratosthenes
của nhà toán học, đó là thuật toán để tính loại từ trừ nhanh ra để tìm ra số nguyên tố. Thuật toán này thật sự ra thì nếu mà học ở trường thì làm sao biết được, phải có sự nghiên cứu và mở rộng ra cả thế giới và tìm hiểu về các thuật toán thì mới biết được cái thuật toán này, thưa quý vị và các bạn. Do đó, với một cái hình hài nhỏ bé, khuôn mặt ngây ngô, hình như là khờ khạo tí, và tính cách rụt rè, nhút nhát, nhưng chứa trong một bộ óc tài năng vĩ đại. Quá tuyệt vời, phải không các bạn? Đúng là một dị nhân. Do đó, thật sự là chương trình siêu trí tuệ thu hút mình, tạo cho mình sự đam mê. Mặc dù là một tuần chỉ có ngày thứ bảy lúc 20 giờ, nhưng mà từ khi mùa 2 tới giờ thì mình chưa bỏ sót một tập nào. Thưa quý vị và các bạn, muốn chia sẻ là cái cảm xúc là khi ngồi xem chương trình, sự hồi hộp và lo lắng, và thấy những cái đề quá khó, có khi những đề đưa ra mà mình không hiểu cái đề là thế nào, và là hiểu được qua sự giải thích của các như là giáo sư đến giảng giải những cái độ khó, thì mình mới hiểu sơ qua về cái độ khó của đề tài. Cùng với sự giải thích của MC Trấn Thành Thành thì mình mới hiểu được sơ bộ về đề tài này. Và mình phải xem đi xem lại 2-3 lần thì mới thấu hiểu được. Thưa quý vị và các bạn, như vậy thực sự có cái điều gì lạ lẫm trong này. Có những cái phương pháp cộng với những cái bẩm sinh về trí tuệ của con người thì mới thực hiện được những đáp án mà đề tài đã đưa ra. Thưa quý vị và các bạn, cảm nghĩ và cảm xúc của mình chia sẻ cùng với các bạn hôm nay, mong rằng các bạn cùng xem và mỗi tuần vào ngày thứ bảy 20 giờ mình cùng xem để mình cùng thưởng thức những cảm xúc hồi hộp, lo lắng và vỡ vò òa ra, cũng như ở khán đài phòng thu. Thật sự khán giả cũng la òa lên khi mà kết quả chính xác. Thưa quý vị và các bạn, rất là vui được chia sẻ cùng với các bạn những cảm xúc của mình. Thưa quý vị và các bạn, nội dung chia sẻ về dị nhân Duy Bách, thí sinh đạt được điểm tuyệt đối 150 điểm cùng quý vị và các bạn đến đây kết thúc. Cảm ơn các bạn đã luôn quan tâm, đồng hành và theo dõi. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn các bạn lại video tiếp theo. Xin chào.